ra đi khi gà chưa gọi sang. Trăng mùng mười rợn nước giữa đầm sen, dẫn chiếc xuồng con cây xào nhỏ thân thương, dẫn gói mò cao khăn gần quân cô. Chị thì chị muốn tìm một người, chị cũng không có ham già quá, yêu cầu phải cái người đó phải có nhà, nhỏ lớn gì chị không biết, nhà biết yêu thương vợ, đừng quýnh đập vợ, là đó là chị rất mong muốn. Cũng sống với ảnh thì chị cũng đang giúp việc nhà cho người ta. Cái ảnh cũng đi làm cây, đốn cây đó, hồi xưa đốn cây chị đi chung rườm rú không à. Cái về nói em ơi cho anh mượn tiền đặng anh đi bỏ cọc cây. Thì mình cũng thương mà chồng làm ăn thì chị cũng đưa. Đưa xong rồi gút ruột thì lấy tiền của chị, tiền vàng của chị là đi nuôi. Mảnh ghép yêu thương gửi lời chào trân trọng đến quý vị và các bạn thân mến. Dạ, mảnh ghép yêu thương chào cô. Cô chào mảnh ghép yêu thương. Dạ. Với lại cộng đồng mạng. Rồi bây giờ cô có thể cho quý vị khán giả biết tên cũng như tuổi của mình cô ha. Cô tên thật là Lê Thị Vân, sinh năm 1970. Lê Thị Vân. Vân, Lê Thị Vân. Lê Thị Vân. Quê ở Bến Tre. Cô Vân sinh năm 1970. 1970. Ở Bến Tre. Dạ. Bến Tre cô ở huyện nào cô? Châu Thành. Châu Thành. Cô Vân nè, cái sinh năm 1970 là theo giấy tờ hả? Dạ, theo giấy tờ chứ ở ngoài là 57. Có nghĩa là tuổi thật ở ngoài đời mình là 57 tuổi. Dạ. Rồi hiện nay ở Châu Thành, Bến Tre, cô Vân sinh sống bằng nghề gì cô? Thì quê đó là hồi đó cô ở thôi, nhưng bây giờ cô có chồng, theo chồng về An Giang. Rồi cô với chồng chia tay cũng gần 10 năm. Thì cô và ba đứa con đi lên Sài Gòn làm, hiện giờ đang ở tại Hóc Môn. Còn cô nó hồi trước đó thì cô có đi làm cũng gần năm. Rồi cô bị tai nạn đứt ngón tay, thành ra con nó nói thôi mẹ nghỉ đi, con làm con nuôi, nhà mẹ nhà cửa cơm nước dọn dẹp được rồi. Cô đó. Ở Châu Thành, lấy chồng ở An Giang. Dạ. Cô chia tay với ông xã mình lâu chưa? Chia tay ông xã năm nay cũng 10 năm. 10 năm. Giấy tờ ly dị đâu mình có sao không con? Tại hồi trước đó mình cũng khổ, chồng thì cũng nghèo, mình cũng nghèo. Thành ra không có cái đám cưới. Thương nhau là chỉ đến với nhau thôi. Dạ. Đến với nhau rồi khi chia tay, lúc mình thơ đến với nhau không có làm hôn thú hả? Dạ không. Không có làm hôn thú. Rồi chia tay thì mạnh đường ai nấy chia đi? Chia tay mạnh ai nấy đi. Chia tay mạnh ai nấy đi, ông xã thì cũng có vợ khác rồi, hai vợ. Trước khi chia tay là cô với chú được bao nhiêu người con? Dạ ba đứa, trai không à. Ba đứa hả? Dạ. Thôi chị cũng chứ chị cũng lớn không có nhiêu đâu, thôi kêu bằng chị em đi ha. Dạ dạ, kêu bằng chị em cho dạ. Nó dễ ha. Dạ. Rồi bây giờ trước khi bắt đầu tiếp tục câu chuyện á. Dạ. Chị Vân nè. Chị có đồng ý cho mảnh ghép yêu thương tụi em sử dụng hình ảnh của chị đăng lên mạng xã hội không? Dạ đồng ý. Mọi khiếu nại của chị cũng như gia đình và con cái của chị sau này kêu tụi em gỡ hoặc xóa bài là không gỡ hoặc là không xóa được nha. Dạ chị đồng ý mà. Chị hoàn toàn chịu trách nhiệm lời nói của mình trước pháp luật. Đúng. Rồi vậy chị em mình tiếp tục ha. Dạ. Rồi chị chia tay với ông xã mình vậy đó. Rồi các con ở với ai? Con thì nó cũng đi theo chị nó làm. Thì Tết nhất vỗ quải thì nó về nhà cha nó. Chung quy là nó theo cha đúng không? Dạ. Hiện giờ chị Vân ở thành phố Hồ Chí Minh là ở với ai? Ở với ba đứa con, nhưng mà thằng Út thì nó có vợ, nó ở riêng. Còn hiện giờ ở chung một phòng thì ba mẹ con.
Thằng 34 với thằng 32. Ở thành phố mình ở quận mấy chị Vân? Chị không, cái đó nó không có quận, huyện Hóc Môn, thành phố huyện Hóc Môn hả? Dạ. Dạ. Mình ở nhà trọ ha? Dạ, nhà trọ. Rồi. Bây giờ chị Vân đến với mảnh ghép yêu thương. Là chị Vân muốn mảnh ghép yêu thương giúp gì cho chị nè? Chị đến trước hết là chị nhờ mảnh ghép yêu thương tìm cho chị một người, cái người đó là cũng cùng quê của chị. Cùng người đó tên gì chị quên rồi. Cũng ở ở Châu Thành. Mà cái trán ấy vậy nè, chợt chợt vậy nè. Chị không có nhớ tên. Chị nhớ tuổi không? Hình như là không biết năm mấy hay sáu mấy gì đó. Chị không nhớ. Rồi cái đó lát tính sau. Dạ. Chị muốn nhờ mảnh ghép là ghép với cái người đó. Dạ. Người khác được không? Cũng được. Tại vì chị nói là phải cùng với quê hương chị, nhưng mà có thể là người nếu, khác. Nếu cùng thì cũng tốt hơn, còn nếu mà không cùng thì thôi. Dạ. Rồi bây giờ mình nói rộng hơn đi ha. Dạ. Giờ chị Vân muốn tìm cái mảnh ghép như thế nào mới là thích hợp với cuộc sống của mình? Chị thì chị muốn tìm một người, chị cũng không có ham giàu quá. Yêu cầu phải cái người đó phải có nhà, nhỏ lớn gì chị không biết. Nhà, biết yêu thương vợ, đừng quýnh đập vợ. Là đó là chị rất mong muốn. Tại hồi chị có chồng trước chị khổ lắm rồi. Chị cái lúc mà chị thôi với lại ông xã mình là chị có quen được mối tình nào đó không? Thôi cũng được mấy năm chị cũng gặp một người này mà cũng điểu lắm. Điểu là sao chị? Sống được chị sống 5 năm. Sống với chị cũng mần mướn với con chị làm để đưa tiền vàng cho chị. Mà sống với chị nhưng mà đi làm thì đi làm nuôi người khác. Cứ thì chị cũng sống với ảnh thì chị cũng đang giúp việc nhà cho người ta. Cái ảnh cũng đi làm cây, đốn cây đó, hồi xưa đốn cây chị đi chung rừng rú không à. Cái về nói em ơi cho anh mượn tiền, đặng anh đi bỏ cọc cây. Thì mình cũng thương mà chồng làm ăn thì chị cũng đưa. Đưa xong rồi rút ruột thì lấy tiền của chị, tiền vàng của chị là đi nuôi người khác. Cho nên chị thấy từ cái chỗ đó 5 năm rồi mà con chị thì ông cũng nói cay nói đắng lắm. Cho nên chị thấy không được, chị chia tay. Là cái mối tình sau á ha? Dạ, mối tình sau. Có được cháu nào nữa không? Dạ không. Rồi chị chia tay mối tình sau đó đến nay được bao nhiêu lâu rồi? Chắc cũng gần 10 năm rồi. 10 năm. Dạ. Rồi 10 năm trở lại đây chị có quen ai nữa không? Dạ cũng không, quen bạn bè anh em uống cà phê pháo thôi. Chứ còn bạn bè kia thì không có. Rồi bây giờ trở lại là chị muốn tìm cái mẫu đàn ông là không rượu chè, dạ, không đánh đập vợ con hả? Rượu chè thì cái đó mình không có cấm được, dù ít hay nhiều. Nhưng mà uống vừa cái tầm của mình thôi đó, mà biết yêu thương vợ. Có nghĩa là không gia trưởng ha? Đúng rồi. Rồi gì nữa chị? Rồi, có nhà. Có nhà, dù lớn nhỏ gì cũng phải có cái nhà. Công an việc làm ổn định. Công ăn chuyện làm ổn định mà cái tài chính cũng chị cũng không có cần nhiều, đủ ăn đủ xài được rồi. Làm biết thương yêu vợ, biết lo lắng trong gia đình là cái đó là chị ok. Còn chị nói ví dụ mà làm mua bán thì chị dở lắm. Cái vụ cân đồng hồ là chị không có gành, không mua bán được. Mua bán thì chị dở lắm. Có cà phê cà pháo hả? Cà phê pháo quán nhỏ thì chị làm được, với nhà cửa hay làm mướn ai kêu gì chị làm nấy thì được. Chị... không, chị yêu cầu cái mảnh ghép này cũng dễ mà. Dạ, cũng đơn giản. Chị cũng cần như vậy thôi chứ. Tại chị có vì... cần anh đó cao bao nhiêu, là cân nặng bao nhiêu không? Thì đàn ông mà cao quá thì cũng không được. Chị thì 1m55, người đó 1m60 trở lại cũng được. Đừng cao quá mà cũng đừng có mập quá. Dạ. Rồi độ tuổi chị thấy như thế nào mới thích hợp với mình? Độ tuổi em á, chị thì 57, người đó 60 trở lại cũng được. 60 trở lại cũng được là nhỏ hơn chị cũng được hả? Nhỏ hơn, ví dụ một hay không,
không có nhỏ hơn. Ví dụ như chị 57 người đó cỡ 59, 60 cũng được. Đó thì chị nói vậy đó. Trong vòng tuổi 60 thôi ha. Đúng rồi. Hơn nữa được không? Hơn vài ba tuổi cũng được. Chứ chị hỏi em bây giờ con mình nè, chị với ông xã thì chia tay rồi. Thì về đó thì ông xã có vợ rồi. Nhiều khi mấy cái đám ông già chồng mất, bà chồng mất, chị cũng về. Rồi vợ ổng dòm ngó mình, nó cái cặp mắt sao đâu á, mình không có chịu. Thành ra bây giờ cái nhà đó thì để lợi cho con mình sau này. Ví dụ như nó không làm đây nữa thì nó về đó nó sống. Còn mình thì mình cũng phải đi tìm một nửa của mình. Sau này chồng đau vợ lo, vợ đau chồng lo. Mà 50-50 nha. Chứ đừng có mình ỷ mình làm chồng mà mình ỷ làm chồng mà mình chèn ép vợ con là có đó chị không chịu. Chị Vân nè, chị khi chị đi đến với chương trình Mảnh Ghép Yêu Thương của tụi em nè, các con chị có biết không? Dạ biết. Nó có ủng hộ không? Thì thằng thứ ba thì bữa đó thứ năm thứ sáu chị nói là bữa chủ nhật là mẹ đi đó, mẹ đi Mảnh Ghép Yêu Thương. Nó thì đó thì mẹ đi thì đi. Còn thằng thứ hai thì nó nói, thằng thứ hai chị nói hỏi thì nhiều khi nó không trả lời nữa, nó hiền vậy đó, nó không có trả lời. Rồi phía này chị mới nói là sáng mẹ đi công chuyện, xế chiều mẹ mới có về, thì nó nói dạ. Còn thằng Út thì cái đó thì nó có vợ con tư duyên rồi. Tại vì chị biết, chị Vân biết sao không? Một khi cái video này mình phát sóng lên mạng xã hội đó thì nó có rất là nhiều những cái bình luận nó trái chiều với nhau á, có người đồng cảm, cũng có người ta dùng những cái lời lẽ nó không tốt. Dạ đúng rồi. Nếu mà chị thật sự sống cho bản thân mình á thì chị đừng có nên xem những cái bình luận hay những cái comment đó. Không có đâu. Tại vì những cái đó nó không có giúp ích gì được cho mình đâu á. Dạ. Nó không có đem lại hạnh phúc cho mình ha. Mình muốn hạnh phúc là mình phải sống với chính mình, đừng có quan tâm tới cái dư luận xã hội. Dạ. Tại vì cho dù chị có tốt cả nào tốt mà chị có một việc xấu nhỏ xíu thôi họ cũng moi ra nói được. Đúng rồi. Thì mình hãy cố gắng ha. Dạ. Rồi. Tụi em cũng sẽ cố gắng kiếm cho chị một cái mảnh ghép thật là phù hợp. Để cùng chị xây dựng một cái lâu đài nhỏ nhỏ ha, lâu đài tình ái nhỏ nhỏ để đi đến cái cuối con đường còn lại. Nhưng mà còn câu này, hồi đó thì chị với ông xã đến nhau thì nghèo. Ở đó đến coi mà bà chị không gả đó, thì tại thấy nghèo không gả cho nên chị thương chị theo. Bây giờ chị muốn một người đó thương chị cũng phải cho chị một cái đám nho nhỏ, dài ba mâm cũng được. Chị có đồng ý đi xa được không? Đồng ý, tại vì con chị bây giờ nó có nơi ăn nơi ở rồi. Chị có thích về quê sống không? Thích chứ. Về quê thí dụ như mình có thể làm rẫy nè, làm ruộng vườn chăn nuôi rồi đó, chị có thích không? Thích. Thích ha. Cái đó là cái nghề của chị mà, chị ở trọ, chị vẫn nuôi vịt mà. Nhưng mà lớn tuổi hơn chị có khoảng 10 tuổi chị chịu không? Cũng được. Được không? Được. Năm 57. Tặng chương trình tụi em biết sắp xếp. Rồi được. Được ha. Dạ. Chị có chê xấu đẹp không? Xấu đẹp không quan trọng, mà yêu cầu biết thương yêu vợ, đừng có vũ phu là được. Cái em đang đề cập tới nè, rất là hiền, rất là chân chất, rất là nông dân luôn. Là đúng là mẫu người đàn ông nông dân chánh hiệu luôn. Có 7 công sầu riêng, 4 công lúa. Rồi ngoài ra còn chăn nuôi gà vịt, có một cái quán cà phê cho chị bán luôn. Đó thì được chứ được không? Không phải mà chị nghe nói đất nhiều. Mà chị có đồng ý không? Được không? Được, chị đồng ý. Không, tại em chỉ là gia dạng như là để nói để cho chị hiểu chút vậy thôi. Nhưng mà tụi em sẽ gửi đường link cho cái anh đó xem. Chưa chắc anh có chịu mình hay không. Nhưng mà em chỉ là giống như gọi lên chút xíu vậy đó. Thì nếu mà đến với Mảnh Ghép Yêu Thương của tụi em á, nếu mà thật sự để tìm cái tình để mà mình đi đến cái quãng đời còn lại á, thì tụi em sẽ rất là nhiệt tình. Sẽ kiếm cho đúng một cái đối tượng để cho hạnh phúc bên nhau. Nếu mà anh chị hạnh phúc được tụi em cũng rất là vui.
chứ mà còn đến đây ví dụ như mà để tìm khác khác là em ưa nói khác lắm. Dạ. Em nói thẳng không à, em không có sợ ai buồn đâu. Tại vì từng tuổi này rồi, mình lớn rồi, cũng trải qua nhiều mối tình, sóng gió nó cũng nhiều rồi. Thì bây giờ mình kiếm cái người thật sự thương mình, yeah, lo lắng cho mình đi đến cuối con đường còn lại. Chứ tuổi này làm giàu cái gì nữa giờ. Dạ yeah, đúng rồi. Đi ra từ nhỏ cho tới từ này rồi mình làm còn chưa được cái gì, bây giờ mà kêu làm giàu cái gì được giờ. Đúng không? Thì đó. Thôi bây giờ vậy nè chị, chị thích yeah, tự chọn hay là chị muốn cho chương trình chọn giùm cho chị? Giờ chị cũng biết làm sao chọn thôi, giờ chị nhờ chương trình đi. Hên xui ha. Hên xui đi. Cái này là lời ăn lỗ chịu nha. Đúng rồi. Vậy đi. Chú mốt không có chấp nha. Không. Chú mốt mới nói tụi em đưa sao mà chị khổ quá. Rồi cái sướng cái không nhớ tới tụi em. Không. Này, không chơi vụ đó nha. Không đâu, chị không trách đâu. Không trách ha. Hứa nha. Hứa. Bằng chứng ghi đây rồi đó. Đúng. Không có lật kèo nha. Lớn rồi lật kèo sao được. Đúng rồi. Rồi bây giờ chị Dân còn muốn nói gì nữa không nè? Hết rồi. Cái gì tự nhiên tới đó là hết. Chị giờ chị lỡ ăn tiếng nói chị ít lắm. Mà chị bây nói... giờ công việc của chị hàng ngày là ở trên đó là đi ai kêu gì làm nấy. Ai kêu thì làm nhưng mà bây giờ cũng ít lắm em ơi. Giờ khó khăn cũng ít ai kêu làm lắm. Bây giờ ở nhà thì con kêu gì làm nấy. Vậy làm nội trợ cho con đúng ha. Đúng rồi, nội trợ cho con. Chị chứ... có thường ở vô rảnh rảnh tới tối chị có thường đi chơi đi văn nghệ đâu không? Dạ không, ở đó cũng có nhiều chỗ cà phê hát với nhau mà đi xe đạp làm biếng đi không mà đi. Chị có thích hát không? Cũng thích hát lắm thích nhưng hát mà lắm hả? Hát cũng dở thì ca cũng cổ nhưng mà không? Mình cũng thích ca cổ hả? Ca cổ không à. Chị khoái nhất nghệ sĩ gì? Phi Nhung mà. Phi Nhung hả? Ừ. Phi Nhung hát ca cổ cũng hay lắm á. Phi Nhung nó đóng hài đóng đồ nó đóng cũng hay. Với chị thích là ở chị nhà. Thích ca cổ mà chị thích cái bản tân cổ nào nhất nè? Dịch Chặn Đường Xuân. Thôi bây giờ chị tặng cho quý vị khán giả một câu mà đi. Chị coi máy chị hát mới được thì mình hát chay đi chứ giờ hát máy vô dính bản quyền. Có nhạc á mình hát chay, hát chay đi ít thôi nghe nhiều câu khi... thôi câu dạng như mình vô nhạc cái mình xuống câu vòng cổ là ok rồi. Không nhớ đâu. Rồi thôi mời đi. Chị quý vị khán giả đang lắng nghe chị nè, chờ đợi nè. Không có nhớ thì nhớ khúc nào hát khúc đó. Em ra đi khi gà chưa gọi sang, trăng mùng mười rợn nước giữa đầm sen, dẫn chiếc xuồng con cây xào nhỏ thân thương, dẫn gói mò cao khăn gần quân cầu. Ngày lại ngày qua hàng trăm cây số nói chặng đường dày em vượt lộ qua đồng. Hay quá. Rồi vậy đó. Đây là cũng là một cái thông điệp. Tôi biết tại sao em kêu chị hát không? Dạ. Tại vì cái anh mà em muốn muốn để gọi là giới thiệu với chị á, cái anh này cũng rất là thích hát luôn. Dạ. Mà ảnh hát ca cổ cũng hay lắm. Dạ, em cũng cổ. Nhưng mà chị cũng ca cổ. Nhưng mà về miền Tây nha. Đúng rồi. Chịu không? Miền Tây quê chị mà. Nhưng mà xa hơn quê chị. Cũng được luôn. Cũng được luôn ha. Nhưng mà em cũng mong là thông qua cái video này gửi đến cho anh đó sẽ thưởng thức được cái một câu vọng cổ của chị thì ảnh sẽ siêu lòng ha để đến với chương trình cùng chị ngồi đây nè. Dạ. Hai người ngồi trên đây sẽ trao đổi với nhau. Dạ. Rồi nếu mà hợp á hai người nắm tay với nhau dắt về quê đó. Mình cùng nhau đi chăm sóc sầu riêng này không đi. Dạ. Đi thăm ruộng lúa rồi chăn nuôi thỉnh thoảng nào pha cà phê bán rồi hai ông bà ngồi hát với nhau. Dạ. Yeah. Hay không? Hạnh phúc nếu luôn á. Nếu mà được vậy thì hay rồi.
Em, tụi em cũng cầu chúc cho chị sớm ngày đạt được sở nguyện mình ha. Dạ. Thôi bây giờ, nãy giờ chị em mình nói chuyện cũng cũng đủ rồi ha. Dạ. Thôi bây giờ chị có một cái ý gì chị muốn gửi đến cái ý chung nhân đó không? Có biết gì đâu gửi. Thí dụ như nói là anh xem được cái clip này của em sao sao vậy đó. Em gửi ý chị vậy đó. Thì thôi anh coi được cái clip này của em thì anh coi em anh gì, coi anh gì đó ơi vậy đó. Coi được không nghe. Nói coi, dở lắm. Đương nhiên là lên hình ảnh đây ảnh coi là phải được rồi đó. Ừ. Đẹp. Ừ. Rồi thôi bây giờ chị chào quý vị khán giả để chị em mình kết thúc nè ha. Thôi giờ mình chào khán giả và cộng đồng mạng. Rồi trước khi kết thúc chương trình, mảnh ghép yêu thương cầu chúc cho quý vị và các bạn có một ngày thật nhiều sức khỏe, niềm vui và thành công trong cuộc sống. Yeah. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.